Các học sinh mến, trong video hôm nay chúng ta tiếp tục học môn toán lớp 4 sách kết nối tri thức qua sách và bài tập bài 18 tiết 4. Rồi các em có thể theo dõi toàn bộ video về và bài tập toán 4 kết nối của kênh Thành Đô Vlog bằng cách là các em tìm kiếm với từ khóa và bài tập toán 4 kết nối Thành Đô Vlog. Trước hết là các em làm bài tập số 1, viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp. Việt có hai hình vuông cạnh 2 cm. Việt đã ghép hai hình vuông đó thành một hình chữ nhật có chiều dài là 4 cm. Vậy diện tích của hình chữ nhật đó là bao nhiêu mm vuông? Rồi các em hình dung. Việt có hai hình vuông cạnh là 2 cm. Việt ghép lại thành hình chữ nhật có chiều dài là 2 cộng 2 bằng 4 cm, và tất nhiên chiều rộng là 2 cm. Chiều rộng chính là độ dài cạnh của hình vuông. Vậy diện tích của hình chữ nhật đó là bao nhiêu mm vuông? Rồi trước hết là các em cứ tính ra cm vuông đã. Ta có chiều dài của hình chữ nhật là 2 cộng 2 bằng 4 cm, chiều rộng là 2 cm. Vậy diện tích của hình chữ nhật là chiều dài nhân chiều rộng cùng đơn vị đo. Ta lấy 4 nhân 2 bằng 8 cm vuông. Người ta hỏi là bao nhiêu mm vuông. Vậy kem đổi ra mm vuông. Kem nhớ thứ tự các đơn vị đo diện tích được viết từ lớn đến bé là mét vuông, decimét vuông, cm vuông, rồi mới đến mm vuông. 8 cm vuông, các em viết số 8 vào cột cm vuông. 8 cm vuông bằng 800 mm vuông. Cứ mỗi ô thì các em viết thêm hai chữ số 0 vào. Như vậy 8 cm vuông bằng 800 mm vuông. Rồi các em điền vào chỗ chấm là số 800. Tiếp theo là các em sang bài tập số 2, khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng. Dưới đây có hai hình vẽ phòng khách nhà An và nhà Bình. Biết diện tích phòng khách nhà An bằng diện tích phòng khách nhà Bình. Nhưng chu vi phòng khách nhà An lớn hơn chu vi phòng khách nhà Bình. Hỏi hình nào dưới đây mô tả phòng khách nhà Bình? Rồi trước hết là chúng ta cứ tính chu vi và diện tích của từng hình một. Được chưa? Trước hết là hình A. Diện tích của hình A. Hình A là một hình chữ nhật có chiều dài là 8 m, chiều rộng là 6 m. Vậy diện tích là 8 x 6. Chiều dài nhân chiều rộng. 8 x 6 bằng 48 m2. Chu vi của hình A là chu vi của hình chữ nhật bằng chiều dài cộng với chiều rộng. Được kết quả bao nhiêu? Ta nhân với 2. Tức là 8 cộng 6. Được kết quả bao nhiêu nhân với 2? 8 cộng 6 bằng 14. 14 nhân 2 bằng 28 m. Như vậy hình A có diện tích S bằng 48 m2, chu vi P bằng 28 m. Ta ký hiệu S là diện tích và P là chu vi nha. Tiếp theo là hình B. Hình B thì các em chia thành hai hình chữ nhật. Diện tích của hình B là hình chữ nhật thứ nhất có chiều dài là 4 m, chiều rộng là 3 m. Diện tích là 4 x 3 cộng với diện tích của hình chữ nhật thứ hai có chiều dài là 9 m, chiều rộng là 4 m. Vậy diện tích là 9 x 4. Các em cộng hai diện tích này lại. 4 x 3 bằng 12.
9 nhân 4 bằng 36. 12 cộng 36 bằng 48 mét vuông. Tiếp theo là các em tính chu vi của hình B. Chu vi của một hình chính là tổng độ dài các cạnh bao quanh hình đó. Rồi trước hết ta có cạnh này này là 4 mét này. Cạnh này nó bằng cạnh này bằng 4 mét. Rồi cạnh này bằng cạnh này 3 mét. Rồi còn cạnh này thì sao? Cạnh này bằng 4 cộng với đoạn này thì bằng 9. Vậy đoạn này phải là 5. 4 cộng 5 bằng 9. Chu vi của hình B chính là tổng độ dài các cạnh bao quanh hình B. Ta có 4 cộng 3. 4 này, cộng 3 này, cộng 5 này. Cộng 4 này, cộng 9 này. Cộng 5 cộng 4 này, cộng 9 này. Rồi cộng 4 này, cộng 3. Cộng 9 cộng 4 cộng 3. Rồi các em tính xem kết quả bằng bao nhiêu? Bằng 32 mét, được chưa? Vậy cái hình này có diện tích là 48 mét vuông và chu vi là 32 mét. Biết diện tích phòng khách nhà An bằng diện tích phòng khách nhà Bình. Ta thấy hai hình này có diện tích bằng nhau này. Đều là 48 mét vuông này, khả năng là hai cái hình này. Rồi, để khẳng định xem là có phải là hai cái hình này hay không thì hai hình còn lại chúng ta chỉ tính diện tích thôi. Tiếp theo là các em tính diện tích hình C. Hình C và hình D các em chỉ cần tính diện tích thôi. Để chúng ta so sánh xem là diện tích của hai hình này nó có bằng nhau hay không. Để tính diện tích của hình C thì các em làm thế nào? Các em lấy diện tích của hình chữ nhật lớn này. Tính diện tích của hình chữ nhật lớn này trừ đi diện tích của cái phần này. Cái phần thì giao tô màu vàng này. Được chưa? Diện tích của hình chữ nhật lớn này trừ đi diện tích của cái phần thầy giáo tô màu vàng này thì nó sẽ bằng diện tích của cái phần màu xanh. Đó chính là diện tích của hình C. Diện tích của hình C là ta lấy diện tích của hình chữ nhật lớn là chiều dài nhân chiều rộng 8 nhân 5 trừ đi diện tích của cái hình màu vàng này là 4, chiều dài là 4, chiều rộng là 2. 4 nhân 2. Được chưa? 8 nhân 5 bằng 40. 4 nhân 2 bằng 8. 40 trừ đi 8. 40 mà trừ đi 8 thì bằng 32. Được chưa? 32 mét vuông. Rồi, 32 mét vuông. Tiếp theo là chúng ta tính diện tích của hình D này. Hình D là hình chữ nhật. Muốn tính diện tích hình chữ nhật, ta lấy chiều dài là 8 nhân chiều rộng là 5. 8 nhân 5 bằng 40 mét vuông. Diện tích bằng 40 mét vuông. Diện tích phòng khách nhà An bằng diện tích phòng khách nhà Bình. Ta thấy ở đây chỉ có hình A và hình B có diện tích bằng nhau. Được chưa? Vậy chắc chắn là hình A và hình B rồi. Vậy hình nào là phòng khách nhà An, hình nào là phòng khách nhà Bình? Phòng khách nhà An bằng diện tích phòng khách nhà Bình, nhưng chu vi phòng khách nhà An lớn hơn chu vi phòng khách nhà Bình. Hỏi hình nào mô tả phòng khách nhà Bình? Chu vi phòng khách nhà An lớn hơn chu vi phòng khách nhà Bình. Ta thấy 32 lớn hơn 28. Vậy hình B là phòng khách nhà An rồi. Vậy ta suy ra hình A là phòng khách nhà Bình. Hỏi hình nào dưới đây mô tả phòng khách nhà Bình thì chúng ta chọn đáp án là A. A chính là phòng khách nhà Bình. Tiếp theo là các em sang bài tập số 3, tính diện tích phần không tô màu trong hình dưới đây. Để tính diện tích phần không tô màu. Phần không tô màu thì ta lấy diện tích của hình vuông có cạnh màu đỏ này trừ đi diện tích của hình vuông có cạnh màu tím này. Được chưa?
diện tích của hình vuông có cạnh màu đỏ này trừ đi diện tích của hình vuông có cạnh màu tím này thì chúng ta được diện tích của phần không tô màu. Trước hết là chúng ta tính diện tích của hình vuông có cạnh màu đỏ, tức là diện tích hình vuông cạnh 8 mm. Cạnh 8 mm, diện tích của hình vuông bằng cạnh, 8 nhân 8 bằng 64 mm vuông. Tiếp theo là chúng ta tính diện tích của hình vuông có cạnh màu tím, tức là tính diện tích của hình vuông được tô màu này. Muốn tính diện tích của hình vuông tô màu này thì trước hết là các em phải tính độ dài cạnh của nó. Độ dài cạnh của nó bằng 8 này trừ đi 2 này trừ tiếp đi 2 này thì sẽ ra cái phần này. Được chưa? Cạnh của hình vuông tô màu dài là 8 trừ 2 trừ 2 thì nó sẽ bằng độ dài của cái cạnh này. 8 này trừ đi 2 này trừ tiếp đi 2 này thì sẽ bằng cái phần này. 8 trừ 2 trừ 2 bằng 4 mm. Rồi, biết cạnh rồi thì chúng ta tính được diện tích của hình vuông tô màu là cạnh, 4 nhân 4 bằng 16 mm vuông. Vậy diện tích của phần không tô màu là, ta lấy diện tích của hình vuông lớn này trừ đi diện tích của hình vuông bé này, 64 trừ đi 16 bằng 48 mm vuông. Được chưa? Em nhớ đáp số nha. Tiếp theo là các em sang bài tập số 4. Chú Tư cần sơn một bức tường hình chữ nhật có chiều dài là 5 m, chiều rộng là 4 m. Biết 1 lít sơn đủ để sơn 5 m vuông. Hỏi chú Tư cần dùng bao nhiêu lít sơn để đủ sơn kín bức tường đó. Rồi, trước hết là các em phải tính diện tích của bức tường. Ta có diện tích bề mặt bức tường là, hoặc là các em có thể viết ngắn gọn là diện tích của bức tường là, bức tường có dạng hình chữ nhật, vậy diện tích của nó là chiều dài là 5 m nhân với chiều rộng là 4 m. 5 nhân 4 bằng 20 m vuông. Các em biết là để sơn 5 m vuông thì cần 1 lít sơn. Vậy để sơn 20 m vuông thì cần bao nhiêu lít sơn? Các em tính xem là 20 nó gấp 5 là mấy lần, diện tích gấp lên bao nhiêu lần thì số lít sơn cũng phải gấp lên bấy nhiêu lần. Được chưa? Chú Tư cần dùng số lít sơn là, các em lấy 20 chia 5, 20 chia 5 bằng 4, diện tích gấp lên 4 lần thì số lít sơn cũng phải gấp lên 4 lần, tức là số lít sơn bằng 4. Được chưa? Chú Tư cần dùng số lít sơn là 20 chia 5 bằng 4 lít. Đáp số là 4 lít sơn. Rồi, như vậy là bài học hôm nay đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong các video kế tiếp. Chúc em học tốt.